chỉnh đốn lại cho em. À, vâng. Rồi, mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, để trước mắt quý vị và các bạn, đây là cây cây thông. Cây thông đen Nhật Bản anh ạ. Cây thông này của bạn An. Quý vị và các bạn chắc chắn không lạ lắm gì hình ảnh của em An ở trên channel của Mạnh Bonsai đây. Thì hôm nay An có gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn cái cây cây thông này. Đây là một cây thông đen ạ. Nó đã về Việt Nam được khoảng độ 6 tháng rồi ạ. Chiều cao của cây là 40, tán ngang nó là 55 ạ. Em báo giá là 18 triệu. Nhân dịp đầu xuân năm mới em sẽ bao ship ạ. Bao ship cho anh em bà con cái cây này. Bao ship hỏa tốc, tức là trong vòng 2 ngày anh em sẽ nhận được cây, kể cả từ vào miền Nam. 2 ngày nhưng mà tính kể từ ngày Mạnh đăng video thôi nhá. Không, thế không được, tính từ ngày nó chốt cây chứ anh. Có nghĩa là một tuần sau anh ấy đăng vào lúc ý. Không, đây là một cây thông dáng quái và tương đối là đẹp anh ạ. Cây ra tận xương răm rồi. Anh có thể soi cái xương răm của nó ạ. 18 triệu cái này ạ. 18 triệu 500 nghìn ạ. Là 18 triệu rưỡi. Đây, thưa với toàn thể quý vị và các bạn, một cây thông đen Nhật Bản. Cây này thì thực ra nhìn tôi nhìn thì thấy rất là mịn hết rồi. Hầu như là chả có một cái điểm gì gọi là làm lại hay là mới mẻ gì cả, tất cả đều mịn tít từ anh nhìn cái giả này, giả nó xù rồi. Đấy, cây rất giả. Đấy, quý vị và các bạn mà có muốn giao lưu thì ở em An đây. Vâng. Ta ra đèn quay góc này nó ấy, quay góc này nó nhìn nó không bị ngược sáng. Đấy, vâng. Nhìn nó đẹp. Có lại xoay lại không anh? Đây, quay về góc này một chút. Đây à. Thế nào nhỉ? Đấy, thế được. Nói chung là theo em thì nó là cái đẹp anh ạ. Ừ. Một người bề, bừng bề, thích hợp ban công, văn phòng. Cái này chơi trong nhà có được lâu không nhỉ? Theo em thì nó là dòng thồm anh ạ. Cái thồm thì nó ưa nắng và gió. Ừ. Anh thử thương ở ngoài tự nhiên thì nó ở trên đồi chứ nó không ở thung lũng. Tức là cây chịu nắng và gió, khô hạn ok, nhưng mà ẩm thì không được. Thế nên là tức là cứ cho vào một tuần thì bê ra. Vâng. Chơi trong nhà ai anh đang bảo chơi trong văn phòng ấy đúng không? Nói chung là hạn chế chơi trong phòng điều hòa, bởi vì nó sẽ kỵ đó, nó sẽ bở lá đấy. Còn thì chơi trong nhà nó thì thoải mái, nhưng mà không được lâu đâu. Cái này thì nó dáng gì em, dáng bay à? Cái tên lời thì em cũng coi đó là cái dáng nó nghịch nghịch. Cái dế thì quái, cái cành thì bay. Ừ. Tức là em gọi là quái bay. Rồi. Đấy, em thấy nó là đẹp mà. Cảm ơn An rất là nhiều. Nếu mà quý bà con mà có muốn giao lưu thì alo em An đây. Tôi để ngay cái số điện thoại ở cái phần tiêu đề mô tả đấy. Quý vị và các bạn cứ gọi cho em, nó là giao lưu được. Trên video này thì em báo là 18 triệu rưỡi. Còn hơn hay là xuống như nào thì quý vị cứ alo cho An nhé. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video ngắn, theo dõi cái cây thông này của cậu em An. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Em cảm ơn rất là quý vị đã trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn nhé. Chúc các toàn thể quý vị năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt thành công, gia đình như đó. Rồi, cảm ơn An.